Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C3 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 35. Đề bài như sau này. Chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm 2. Đó là treo một quả cầu bấc, sao cho khi dây treo thẳng đứng thì quả cầu vừa chạm sát vào mặt trống. Đấy, khi dây treo thẳng đứng thì quả cầu này sẽ chạm vào mặt trống, được chưa? Lắng nghe tiếng trống và quan sát dao động của quả cầu ở hình 12.2 trong hai trường hợp. Trường hợp A đó là gõ nhẹ và trường hợp B là gõ mạnh. Sau đó, từ thí nghiệm chúng ta sẽ chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Quả cầu bấc lệch càng 3 chấm chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng như thế nào và tiếng trống thì càng to hay càng nhỏ, được chưa? Và từ đây, từ nhận xét này thì chúng ta sẽ rút ra được kết luận đó là âm phát ra càng như thế nào khi biên độ dao động như thế nào và thì nguồn âm càng lớn, dao động của nguồn âm càng lớn, được chưa? Đấy. Các em sẽ thực hiện thí nghiệm. Các em bố trí như hình 12.2. Ở đây là cái chiếc trống và đây là cái que để chúng ta gõ trống và đây là quả cầu bấc. Được chưa? Quả cầu bấc này khi treo dây treo thẳng đứng thì vừa chạm tới mặt trống và khi gõ nhẹ. Đấy. Khi gõ nhẹ thì các em thấy là biên độ dao động của mặt trống này sẽ càng nhỏ đúng không? Khi gõ nhẹ thì nó sẽ nhỏ hơn. Thì em thấy quả cầu bấc này sẽ dao động như nào? À, sẽ dao động nhỏ đúng không? Và tiếng trống gõ nhẹ thì tiếng trống phát ra sẽ nhỏ, phải chưa? Còn khi mà gõ mạnh thì tiếng trống thì cái biên độ dao động của mặt trống này sẽ càng lớn và quan sát quả cầu lắc này, cô sẽ quả cầu bấc này sẽ dao động càng lớn đúng không? Biên độ dao động của nó sẽ càng lớn và tiếng trống phát ra khi gõ mạnh thì sẽ to mà, phải chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ điền từ gì vào chỗ trống đây? Quả cầu bấc lệch càng nhiều, đúng không? Lệch càng nhiều, nó lệch ra khỏi vị trí cân bằng của nó càng nhiều, chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng làm sao? Càng lớn khi chúng ta gõ mạnh, được chưa? Và tiếng trống thì càng to, được chưa? Còn khi chúng ta gõ nhẹ thì quả cầu bấc lệch càng ít thì chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống thì càng nhỏ và tiếng trống cũng sẽ nhỏ. Tới đây chúng ta sẽ rút ra được kết luận đó là âm phát ra càng như thế nào khi dao động của nguồn âm càng lớn các em. À, càng to khi biên độ dao động của âm càng lớn. Được chưa? Vậy cô và các em sẽ đi điền vào chỗ chấm. Quả cầu bấc lệch càng nhiều. Chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn. Và âm phát ra càng to. Quả cầu bấc lệch càng ít, chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng nhỏ và tiếng trống phát ra cũng nhỏ, thấy chưa? Từ đây rút ra kết luận đó là âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn càng lớn. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C3 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 35.